rửa tay đúng, ta cùng rửa nào. Làm tay ướt, thêm xà phòng, xoa vào lòng chà tới chà lui, chà bên trái rồi chà bên phải, cùng chà đều cho sạch bàn tay. Và bây giờ qua bước số 2, chà bên ngoài cùng áo kẻ tay, đang bên trái rồi đang bên phải, cứ lặp lại rồi qua bước 3, lòng bàn tay hãy chà vào nhau, miết thật mạnh kẻ ngón sạch bông, miết bên trái ta miết bên phải, nếu làm xong thì qua bước 4. Bậc phụ huynh học sinh, kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến. Mời quý phụ huynh, các thầy cô giáo, các em học sinh hãy lắng nghe chương trình tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 của trường tiểu học Yết Kiêu. Như chúng ta đã biết, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của COVID Corona gây ra đang diễn biến vô cùng phức tạp ở một số nước trên thế giới và Việt Nam của chúng ta. Huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương của chúng ta, trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh tương đối ổn định, song chúng ta cần nêu cao cảnh giác, không lơ là trong việc phòng chống dịch bệnh. Trước tình hình đó, ngày 16 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 3409 về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Và ngày 17 tháng 9 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 1121 về việc cho học sinh được học trở lại từ ngày 20 tháng 9 năm 2021. Và cùng ngày 17 tháng 9 năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lộc ban hành công văn số 143 về việc cho phép học sinh được đi học trở lại từ ngày 20 tháng 9 năm 2021. Trường Tiểu học Yết Kiêu vui mừng chào đón các em học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 quay trở lại trường học một buổi trên ngày. Vậy, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và các em học sinh cần phải làm gì để phòng chống dịch bệnh cho thật tốt? Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo các giải pháp cụ thể đối với học sinh trong thời gian nghỉ học, sinh hoạt tại nhà để ngăn ngừa lây nhiễm bệnh. Các biện pháp cụ thể như sau. 1. Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên. 2. Giữ ấm cơ thể, tập thể dục thường xuyên, ăn chín, uống chín. 3. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà bông, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn chứa ít nhất 60% cồn. 4. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn giấy, che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay. 5. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 6. Không khạc nhổ bừa bãi. 7. Giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa. 8. Tự theo dõi sức khỏe, nếu thấy bản thân có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở thì báo ngay cho bố mẹ, ông bà để theo dõi sức khỏe. 9. Tránh tiếp xúc với người bị ho, sốt, khó thở, giữ khoảng cách trên 2 mét và đeo khẩu trang đúng
nếu phải tiếp xúc. 10. Tránh chỗ tụ tập đông người, không tụ tập đông người. Lưu ý, để làm được khuyến cáo trên, phụ huynh cần thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ, nhắc nhở con em mình. Đặc biệt, Bộ Y tế đưa ra 7 biện pháp học sinh cần làm tại trường học để phòng tránh mắc COVID-19, cụ thể như sau. 1. Rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch rửa tay khô, thường xuyên vào các thời điểm trước khi vào lớp, trước và sau khi ăn, khi được ăn bán trú, sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn. 2. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa tay sạch. 3. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng, mũi khi ho, hắt hơi. 4. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn. 5. Không khạc nhổ bừa bãi. 6. Bỏ rác đúng nơi quy định. 7. Nếu bản thân hoặc thấy học sinh khác có sốt, ho, đau họng, khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm. Phụ huynh cần lưu ý một số vấn đề sau. Trước khi đến trường, các bậc phụ huynh kiểm tra thân nhiệt cho con em mình tại nhà. Nếu phụ huynh thấy con có biểu hiện ho, sốt thì cho con nghỉ theo dõi tại nhà, đồng thời thông tin cho giáo viên chủ nhiệm biết để cùng theo dõi hoặc đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và tư vấn. Khi đến đón con ở khu vực cổng trường, các bậc phụ huynh cần đeo khẩu trang đầy đủ, đứng giãn cách, đảm bảo khoảng cách, không tụ tập, không tập trung nhóm đông gây cản trở giao thông và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Trên đây là bài tuyên truyền của trường tiểu học Yết Kiêu. Cảm ơn các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, các em học sinh đã theo dõi. Chúc quý phụ huynh, các thầy cô giáo và các em học sinh có sức khỏe tốt và bình an.